Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 14 tháng 2. Đề xuất quy định công nhận quyền đối với hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Tại dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được các bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến người dân. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất hoàn thiện quy định về công nhận quyền đối với hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất. Theo dự thảo, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không có các giấy tờ theo quy định căn cứ công nhận quyền sử dụng đất, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất sẽ được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện như sau. 1. Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai. 2. Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định trên, thì được nhà nước ghi nhận là người đang sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất cho đến khi nhà nước có quyết định của chính phủ. Trung Quốc tăng nhập khẩu cá tra nguyên con sẻ bướm đông lạnh. Ngày 13 tháng 2, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, thống kê 5 năm qua cho thấy, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu sản phẩm cá tra nguyên con sẻ bướm đông lạnh của Việt Nam, vượt qua sản phẩm cá tra phi lê. Các địa phương tại Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất sản phẩm cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam gồm Quảng Đông, Sơn Đông, Thượng Hải, Chiết Giang, Hồ Nam, An Huy. Theo VASEP, sau 3 năm ảnh hưởng của COVID-19, tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc sẽ tăng trở lại vào năm 2023 và kim ngạch nhập khẩu nhiều chủng loại sẽ đạt mức cao mới. Năm 2022, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông đạt 712 triệu đô la Mỹ, tăng 58% so với năm 2021. Syria cho vào cứu trợ động đất từ ngõ Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến nay, trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã giết chết hơn 37.000 người. Ngày 13 tháng 2, phát biểu tại cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Martin Griffiths, người đứng đầu tổ chức cứu trợ của Liên Hiệp Quốc cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý để Liên Hiệp Quốc chuyển hàng cứu trợ cho Syria qua hai cửa khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 tháng. Ông Griffiths gặp Tổng thống Assad ở thủ đô Damascus ngày 13 tháng 2 và đạt được thỏa thuận trên. Bà Khermut hứng hỏa lực hạng nặng từ Nga. Theo hãng tin Reuters, ngày 13 tháng 2, thành phố Bà Khermut, miền đông Ukraine, đã phải hứng chịu hỏa lực pháo hạng nặng từ Nga. Tổng thư ký NATO đồng ý với báo cáo từ các quan chức địa phương rằng một cuộc tấn công lớn mới của Nga đã bắt đầu khi gần tròn một năm Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Các quan chức quân đội Ukraine cho biết quân phòng thủ Ukraine, những người đã kiên cường cầm cự trong nhiều tháng, đã sẵn sàng cho các cuộc tấn công trên bộ mới. Một phó chỉ huy cấp tiểu đoàn cho biết các vị trí ở Bá Khermut đã được củng cố và chỉ những người có nhiệm vụ quân sự mới được phép vào. Theo ông, trong tình hình hiện nay, người dân nào muốn rời thành phố sẽ phải liều mình vượt qua bom đạn nguy hiểm. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.